rất là nhiều người bệnh họ có một cái thắc mắc là liệu rằng bệnh vẩy nến có khỏi được không? Vậy thì ngày hôm nay bác sĩ Vân Anh có thể chia sẻ cái điều này cùng với vị thính giả được không? Vâng, à, thì cứ nói chắc chắn một điều là bệnh vẩy nến thì nó không không khỏi được hoàn toàn à, vì chúng ta biết là cái nguyên nhân của nó thì chưa tìm thấy và người ta nghĩ đến cái này nó liên quan nhiều đến các yếu tố di truyền à, cũng như là cái hệ thống miễn dịch của chúng ta tức là đây là một cái bệnh tự miễn do cơ thể của chúng ta một cái nguyên nhân nào đó có ví dụ có thể do nhiễm khuẩn này có thể do nhiễm virus này à, có Thể chúng ta sử dụng một số các cái loại thuốc này có thể cũng do di truyền này à, chúng ta biết là các yếu tố di truyền ví dụ như là từ mẹ à mẹ truyền là bố hoặc mẹ mà bị thì cái khả năng con là khoảng 8%, nhưng mà nếu mà cả bố cả mẹ đều bị thì cái tỷ lệ mà con có khả năng mắc là lên đến hơn 40%. trăm như vậy chúng ta thấy cái yếu tố di truyền cũng rất là quan trọng. Thế rồi là bên cạnh đó nữa là một số các yếu tố nó khởi phát nữa, tức là ví dụ trong chế độ ăn uống của chúng ta, chúng ta ăn quá nhiều đồ cay nóng, chúng ta sử dụng nhiều các chất kích thích, một số các cái thức ăn nó gây dị ứng thì cũng có thể khởi phát lên cái bệnh vẩy nến. Vâng thì chính vì vậy mà chúng ta thấy được là cái 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 uh, bệnh về nến này thì là nó cũng hiện nay cũng chưa có cái thuốc nào điều trị khỏi và cái việc điều trị là chỉ giúp cải thiện được các triệu chứng hiện nay thì chúng ta thấy là các phương pháp điều trị của tây y học hiện đại cũng đã mang lại rất nhiều các cái hiệu quả nhưng tuy nhiên uh, thì đây cũng mới có ở uh, dừng ở cái mức độ là kiểm soát tốt triệu chứng có thể chúng ta điều trị tốt uh, chúng ta giữ gìn uh, cái chế độ ăn uống sinh hoạt thì cũng có những người có thể chỉ có một đợt khởi phát nên thôi sau đó thì hoàn toàn bệnh nhân không không còn cái, các cái triệu chứng đó nữa và kéo dài một thời gian rất dài và lúc đó chúng ta nghĩ là chúng ta khỏi và chúng ta hoàn toàn có thể uh, sinh hoạt bình thường có thể ăn uống rất là tự do thì cũng đến một lúc đó cũng có thể nó sẽ khởi phát lên nên là chính vì vậy mà cái việc ổn định đấy là nó mới là ổn định các cái triệu chứng thôi chứ còn cái cái tái phát uh, thì nó vẫn hoàn toàn có thể nếu mà chúng ta có những cái cái cái, cái sinh hoạt không tốt uh, ảnh hưởng đến cái sức khỏe thì hoàn toàn có thể là là tái phát lại bệnh như vậy thì cái đối với bệnh về nến thì chúng ta cũng chưa thể khẳng định được là cái bệnh này là có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng tất cả các phương pháp hiện nay vâng.